Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta đặt mật khẩu Messenger trên điện thoại iPhone của chúng ta nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Bước đầu tiên các bạn mở cái ứng dụng Messenger lên. Thì sau khi các bạn mở ứng dụng Messenger lên rồi thì các bạn bấm vào cái mục ở góc trên bên trái màn hình này nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái mục quyền riêng tư và an toàn nè. Rồi bước tiếp theo thì các bạn bấm vào cái mục là khóa ứng dụng nè, thì hiện tại đang tắt nha, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào bật lên, yêu cầu Face ID. Bạn có cho phép Messenger sử dụng Face ID không thì các bạn bấm vào OK nha. Rồi bây giờ các bạn xác nhận Face ID nha. Rồi OK, mình đã xác nhận thành công rồi nè. Các bạn cũng có thể lựa chọn những cái mục dưới đây nó rẻ nè. Sau khi rời khỏi Messenger 1 phút sau khi rời khỏi, 15 phút sau khi rời khỏi và 1 giờ sau khi rời khỏi nha. Thì mình thường bấm một cái mục là sau khi rời khỏi Messenger luôn nha. Sau khi mà các bạn vừa thoát ứng dụng ra thì nó sẽ ngay lập tức khóa ứng dụng Messenger lại nha. Còn các bạn chọn 1 phút thì nó để trong khoảng 1 phút thì nó mới khóa được, hoặc 15 phút hoặc 1 giờ sau. Thì mình thường bấm một cái mục là sau khi rời khỏi Messenger nó sẽ an toàn hơn nha. Thì bây giờ các bạn cũng có thể cho người khác mượn điện thoại của mình mà không sợ người khác vào Messenger của mình để mà đọc trộm những tin nhắn nha. Bây giờ mình vào lại thì nó bắt chúng ta là xác nhận Face ID hay là Touch ID nha. Đối với cái điện thoại xác nhận dấu vân tay á, Touch ID á, thì nó sẽ xác nhận dấu vân tay. Còn đối với điện thoại mà nó có cái Face ID nè thì nó sẽ xác nhận qua Face ID nha. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ cần để cái mạc của mình lại là nó sẽ mở. Đó, vậy là mình đã mở thành công nha. Rồi thì vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để mà chúng ta đặt mật khẩu Messenger trên điện thoại iPhone của mình. Video của mình cũng dừng tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.